Một bé gái 6 tuổi bỗng dưng mất tích khi đang chơi gần nhà nhiều ngày nay. Gia đình đi tìm nhiều nơi nhưng không tìm thấy bé gái nên đã trình báo công an xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng chức năng cũng đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực để truy xét làm rõ. Chị Nguyễn Thanh Thúy, 26 tuổi, quê Kiên Giang, thuê trọ tại ấp 4, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh cho biết, trưa ngày 28 tháng 12, con gái của chị là Nguyễn Bảo Như, 6 tuổi, cùng vài bé nhỏ khác ra khu vực đường Trịnh Như Khuê, gần chợ Bình Chánh, cách nhà khoảng 50m để vui chơi. Đến hơn 14 giờ cùng ngày, không thấy con về, chị Thúy ra tìm nhưng không có. Gia đình chị Thúy dán tờ rơi tìm trẻ lạc đăng thông tin bé Bảo Như mất tích lên các hội nhóm trên mạng xã hội để nhờ trợ giúp tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin về bé. Cũng theo chị Thúy, ngay trong chiều ngày 30 tháng 12, gia đình nhận được thông tin từ một người dân cho biết, hôm 28 tháng 12, người này có thấy bé Như chơi tại khu vực gần chợ Bình Chánh. Bé được một người đưa lên xe ô tô, chở đi đâu không rõ.